Chào anh em nhá, chào mừng anh em trở kênh của mình. Hôm nay thì mình đang trên cảnh lắp cơm chai này, gương bên lái của Kia K50 nhá. Xe của em là xe chiến các bạn ạ. Đấy. Xe của em là xe chiến luôn. Xe này thì không còn cái gì các bạn nhá, không còn cái gì để nói nữa rồi. Là xe cày các bạn ạ, không phải là xe yêu rồi. Xe này của em chai là xe cày rồi. Đấy, xe này là chỉ tập trung kiếm tiền nữa các bạn nhá. Thì không phải là em ý yêu xe, mỗi người có một quan điểm chơi xe khác nhau các bạn nhá. Có thể là anh em, nhiều anh em thì chăm chút, nhiều anh em thì có thể là tập trung về mảng kiếm tiền thôi. Con này là mua được 3 năm rồi nhỉ? Được 3 năm rồi. Ồ. Con này là gương thứ mấy nhỉ? Thứ 3 em nhỉ? Lần thứ 3 thay em nhỉ? Lần thứ 5 rồi. Mà sao toàn bị bên lái sao nhỉ? Anh bị đây em đố trong đấy, chỉ mở gương bên lái ra thôi. Không phải gương sau, đang tay xem chai gương các bạn nhá. Đang nhìn anh tay ấn nội gương để lắp nha các bạn nhá. Tức là đơn giản. Anh gần gương tắt, anh gần gương tay rồi, anh gần gương vào tay rồi, anh gần gương này thấy rồi nhá. Còn mới vào được cái cửa. Thì khi va là nó hơi bị xô cái chân một tí. Đây anh thay ấn thương vào đây. Ấn xô. Ok, rồi nhé. Bạn bên trong này là có 3 nắp các bạn nhé. Các bạn thấy là đúng cái vị trí ốc cho mình. Và nó sẽ vào gen. Xong cho bạn ấy gương này các bạn ạ. Đây là lần thứ 5 bị vỡ gương các bạn nhá. Đây, lần thứ 5 bị vỡ gương. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quay qua cho các bạn chiếc xe nhá. Đây các bạn này, 5 năm. Em ấy cũng không thể giữ nổi các bạn nhá. Bạn ấy có chiếc xe là không thể giữ nổi xe được vì xe nó toàn công tuần và đường đầm thôi. Đây các bạn nhìn cái bát đời sốc rồi các bạn. Biết là xe chiến này. Biết xe là grab luôn. À, em ấy không thể tu sửa luôn. Em ấy có nói nên là cũng không thể giữ nổi anh ạ. Vì quá trình chạy xe rồi va quệt các thứ rất là nhiều thứ không thể giữ đổi được, xe toàn cóng 7-8 tấn đấy các bạn nhá. Ok, anh em giờ đang lắp bên tay lại nha, hơi yêu cầu rồi, giờ mình sẽ làm việc hơn xem.